Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Và trước mặt chúng ta là một con đường đất đỏ lên xã. Đây ạ. Đây là đường đất đỏ lên xã này. Chúng ta cứ chạy thẳng ra ngoài kia, từ đây chạy thẳng ra ngoài kia là 300 mét nữa là chúng ta gặp được đường cao tốc Tạo Lực Bình Dương Bình Phước anh chị nhé. Đấy. Và chúng ta quay lại đây, khoảng 300 mét nữa là chúng ta gặp cái đường nhựa nó đang làm từ ngoài vào đây này. Đó, và ngoài đấy là khu dân cư. Và chúng ta đi từ đây ra ngoài quốc lộ 14, ra ủy ban Đồng Tâm, chợ Đồng Tâm, trạm xá cũng như là trường cấp 1, cấp 2 của xã Đồng Tâm á, thì nó rơi vào khoảng chừng là 3 cây số anh chị nhé. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng cao su nằm trên cái mặt đường liên xã này, hai mặt đường anh chị nhé. Tổng diện tích vườn của người ta, của chủ đất này là 2 mẫu 1 anh chị nhé. 2 mẫu 1, gồm hai mặt đường. Mặt đường liên xã được 50m và mặt đường bên cạnh là được 150m anh chị nhé. Đấy, bây giờ tôi quay một vòng cho anh chị xem. Đất của chúng ta thì cặp bên hông đất ấy là có suối anh chị nhé. Trước mặt chúng ta là cây cầu, bắc qua bên kia là đường nhựa. Khoảng 300m nữa là đường nhựa, rồi đi thẳng ra quốc lộ 14 là con đường này anh chị nhá, đường liên xã. Đó, đây là đất của chúng ta. Đó, chúng ta hơi triền triền lên trên đó anh chị nhá. Và đất chúng ta rất là gần đường cao tốc Tạo Lực Bình Dương Bình Phước anh chị nhá. Đi khoảng 300m nữa thôi là chúng ta ra được đường đó rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chạy xe một vòng quanh đất để quay cho anh chị xem anh chị nhá. Đấy, tôi nhắc lại nhá. Đất chúng ta thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Có hai mặt đường. Mặt đường liên xã này chúng ta là được 50m, mặt đường bên hông là 150m nhá. 2 mẫu 1 giá bán là 2 tỷ 350 triệu, 2 tỷ 350 triệu anh chị nhá. Tổng giá nhá, chứ không phải là 1 hectare anh chị ha. Đó. Rồi, bây giờ mời anh chị chạy vùng quanh đất anh chị ha. Đó, mời anh chị nhá. Con đường nhựa thì làm vào gần đến đây rồi, cách 300m tới đây thôi. Đó. Đây, bên hông chúng ta còn một con đường nữa nhá. Đó. Đường này thì khoảng chừng là 150m anh chị ha. Đó. Đó. Trên này thì đất chúng ta rất là bằng nhá. Đây. Vườn cao su này hôm nay chủ người ta đang thu hoạch. Chủ người ta đang thu hoạch mủ đấy anh chị. Chút nữa tôi sẽ quay vào trong vườn luôn. Trong vườn luôn anh chị ha. Bây giờ chúng ta chạy dọc cái mặt đường này đã. Đó, đây là đất của chúng ta. 2 mẫu 1 nhá, 21.000 m², ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Con đường này là một con đường liên thôn liên ấp này. Như hiển thị trên sổ đầy đủ hết anh chị nhá. Rồi, đến đây là kết thúc đất của người ta này. Cái cọc đó là cọc ranh giới anh chị nhé. Về bên này là đất của hàng xóm, về bên này là đất của mình anh chị nhé. Đó, bây giờ tôi quay lại nhé. Đất của người ta thì cây cao su rất là đều anh chị ạ. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, đất chúng ta hai mặt đường. Mặt đường bên bên này á, là đường chúng ta đang đi là 150m. Mặt đường lúc đầu video tôi quay ấy là 50m anh chị nhé. 50m anh chị ha. Cao su chúng ta cạo năm thứ ba. Cái phần cao su này á, rất là đẹp nhé anh chị nhé. Đó, rất là đẹp ha. Đó. 2 mẫu 1 thì giá chủ người ta bán là 2 tỷ 350 triệu anh chị nhé. 2 tỷ 350 triệu. Đó. Cách quốc lộ 14, cách ủy ban, cách trạm xá thì 3 cây số thôi. Dân cư thì cách khoảng đó 200m, 200-300m là khu dân cư và đường nhựa rồi. Và cách đường cao tốc Tạo Lực Bình Dương Bình Phước của chúng ta thì chỉ có khoảng là 300m thôi anh chị nhé. Đó. Chúng ta cứ đi xuống ngã ba đó, chúng ta đi sang đường này là 300m nữa là ra đường được đường cao tốc Tạo Lực Mỹ Phước, Tạo Lực Bình Dương Bình Phước. Và chúng ta đi đường này ra khoảng 300m nữa ra được đường nhựa khu dân cư. Và 3 cây số nữa là chúng ta ra được quốc lộ 14, ủy ban, trạm xá anh chị nhé. Còn đây là vườn của chúng ta. Bây giờ mời anh chị vào thăm vườn anh chị nhé.
Đấy, hôm nay ngày hôm qua chứ không phải hôm nay ạ, người ta cạo mủ ở đây. Đó, đây là vườn của mình anh chị nhé. Đằng sau chúng ta có suối nhé. Đó, mặt hông hai mặt đường anh chị ha. Đó, tôi quay hết sức thực tế để cho anh chị hình dung về cái đất của mình. Đất của mình thì anh chị nào có ô tô á, là mình đi vào tận đất luôn anh chị nhé. Đây ạ, cái cây cao su này là người ta bắt đầu năm nay người ta cạo này. Đó, người ta mở cái miệng này này. Đó, anh chị thấy không ạ? Người ta mở cái miệng này này. Đó, đấy. Cái chén này là chén hứng cái mủ cao su. Đó, cái cây cao su bên kia rất là to anh chị ạ. Đó, đây là nói chung là đây là vườn của chúng ta nhé. Chất đất thì đất lai nhỉ. Đất này nó...